trong bản kinh hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ chúng tôi sẽ đọc phần chánh văn, rồi chúng tôi sẽ giảng cái nghĩa sau. Đó là đoạn trước chúng ta đã học đến cái phần Đức Phật đã nói về cái sắc tướng của mình là che chắn cả khắp các người, cõi người, cõi trời. Hào quang Đức Phật vô lượng và ức trời cũng không thể so sánh được. Đức Phật dạy tiếp là ngươi hãy xem các vị Đại Bồ Tát, sắc diện, nhiệm màu, trang nghiêm, thanh tịnh, tất cả tướng ấy đều do tu nghiệp thiện mà được phước đức như thế. Lại nữa, các hàng trời rồng, bát bộ, vân vân có oai thế mạnh mẽ, to lớn cũng do nhân tu nghiệp lành mà được phước báo như thế. Nay các chúng sanh ở biển cả, hình sắc thô xấu, lớn nhỏ đều do các thứ tưởng niệm của tự tâm gây ra, những nghiệp bất thiện nơi thân ngữ ý, và tùy theo chỗ tạo nghiệp mà thọ quả báo. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật so sánh giữa cái người tạo thiện nghiệp và ác nghiệp, mà cái người tạo cực thiện, tức là đạt đến đỉnh cao của cái điều thiện rồi, và đạt được đỉnh cao của tâm linh như Đức Phật, thì hào quang của Đức Phật của trăm ngàn cõi trời cũng không thể so sánh được. Những điều này hôm rồi chúng ta đã giảng rồi. Đến phần cái người thấp hơn Đức Phật, tức là cái hàng Đại Bồ Tát. Quý vị thấy Đức Phật ở đây cũng nói các vị Bồ Tát thân tướng thanh tịnh, mà cái tướng thanh tịnh đó là do các đức, phước đức tu tập điều thiện mà được. Thì chúng ta thấy những người có mặt trên cuộc đời này mà có cái phước tướng trang nghiêm thì chúng ta đều có thể hiểu là do nhiều đời người đó đã từng tu thiện nghiệp. Do tu thiện nghiệp mà cái tướng họ trang nghiêm đẹp đẽ và cái phước đức tràn đầy. Ở đây Đức Phật ví dụ như cái người ngày thì là các vị Bồ Tát, rồi thấp hàng ngày là các vị Thiên Long Bát Bộ. Như vậy mà chúng ta được gặp những người có phước tướng đẹp đẽ thì chúng ta biết rằng người này cũng nhiều đời đã từng tu thiện nghiệp. Nhưng mà chúng ta có lần bàn về cái diện mạo, cái sắc đẹp của cõi người của mình. Thì ở đây Đức Phật đã nói thứ nhất là người này đã từng tu thiện nghiệp mà được. Thì chúng ta cũng đã từng học kinh Nhân Quả, chúng ta thấy là Đức Phật nói người nào mà hay đi chùa rồi lấy bông cúng Phật, cúng Phật được bông nhiều thì qua đời sau chúng ta sẽ có được cái sắc đẹp, cái sắc đẹp. Cho nên nhiều người biết được điều này, đi chùa hay mua bông cúng Phật để đời sau chúng ta được đẹp. Như vậy cái đẹp đó mà trước chúng ta đã có một lần nói rồi đó. Nếu chúng ta muốn có cái sắc diện ở bên ngoài, tức là chúng ta có được cái sắc đẹp ở bên ngoài, thì cái việc mua bông cúng Phật chúng ta sẽ có được cái nhân quả đó chứ không phải là sai. Nhưng mà ở những bản kinh khác thì Đức Phật lại dạy người nào mà tu tập tốt, thường ít sân hận, thì người đó sanh ra đời sau sẽ có được cái diện mạo đẹp đẽ nữa. Thì đó là cái sắc đẹp nó xuất phát từ nội tại. Do vậy chúng ta thấy ở cõi đời này có những người đẹp á, mà xuất phát từ đức hạnh, thì người đời nhìn cảm mến và có thêm cái gì nữa, nể phục, phải không? Còn những người có sắc đẹp bề ngoài thì khiến cho những cái người bên ngoài họ chiêm ngưỡng nhưng mà họ không nể phục, và họ còn có những cái ý không tốt với chính mình. Do chúng ta muốn có sắc đẹp bề ngoài để cho mọi người chiêm ngưỡng chúng ta, chứ không phải là do chúng ta tu tập để trang nghiêm cái trướng tốt của mình, để chúng ta có đức hạnh. Do vậy mà chúng ta thấy có rất là nhiều người đẹp lại bị gì? Bị nạn. Rất là nhiều người muốn gần gũi, rất là nhiều người muốn chiếm đoạt. Nhưng có những người có sắc đẹp, người ta đến gần người ta chỉ biết nể phục chứ không bao giờ có ý xấu với mình. Đó là hai dạng. Và ở đây Đức Phật lại nói thêm một tướng nữa là do tu thiện nghiệp mà được.
thì phước đức trí huệ hết sức là trang nghiêm, khiến người đời nhìn vào chiêm ngưỡng và trọng nể mà hoàn toàn không có bất kỳ một cái ý xấu nào. Điều này để chúng ta thấy rằng cái đẹp nó xuất phát từ nội tại, từ sự tu tập, thì cái đẹp đó để cho người ta quý trọng. Còn cái đẹp mà tô vẽ bên ngoài thì cái đẹp đó là cái mà muốn cho người ta dùng xài, cái để cho tầng gian chiêm ngưỡng, nhưng mà rồi họ không có trọng nể giống như sắc đẹp của đức hạnh. Vì vậy mà khi ra đời chúng ta thấy có những cái vị đã từng tu tập nhân quả thiện nghiệp nhiều đời, thì ra đời này chúng ta thấy có rất là nhiều cái sắc diện mà khiến chúng ta chiêm ngưỡng không chán, mà lòng chúng ta vẫn kính nể quý trọng đường hoàng. Ở đây từ các bậc Bồ Tát cũng như những người trong cõi phàm chúng ta, có những dạng mà các vị ra đời á, do tướng mạo trang nghiêm đẹp đẽ do cái thiện nghiệp rồi, nhưng ngược lại chúng ta cũng có gặp một số các vị Bồ Tát nghịch hạnh á. Đã nói là nghịch hạnh rồi thì chúng ta thấy là đi ngược lại tất cả những cái của trần gian mình. Có khi họ xuất hiện giữa cuộc đời này với một con người thân tướng không có ra gì hết, rồi lết la ngoài đường xin ăn từng miếng. Nhưng mà kỳ lạ là chúng ta đi chỗ này chúng ta gặp họ, đi chỗ kia chúng ta cũng gặp, đi chỗ nào chúng ta cũng gặp người đó mà không biết họ đi bằng phương tiện gì với mình. Nhiều khi mình đi xa hơi tới một đoạn rất là dài mình gặp ở đây, nhưng mình quay ngược lại đường kia mình cũng gặp họ nữa. Thì đó là những người không phải bình thường. Hoặc là có những người họ suốt đời chỉ ra đời chỉ nói một vài câu cho chúng ta nghe chơi thôi, rồi thôi họ không làm gì hết. Họ sống một cái đời sống rất là bình dân, bình thường, khiến cho mình, cái người phàm mình nhận ra không được. Nhưng mà nếu một người có đạo hạnh thật sự, chúng ta có cái duyên lành được gần gũi, thì chúng ta sẽ được học đạo lý rất là nhiều. Thật ra khi mà chúng ta học cái thuận, chúng ta phải thấy được cái nghịch. Các vị Bồ Tát thì các vị gần như hoàn toàn không chấp vào cái tướng dạng nào khi ra đời này. Cho nên có những vị thuận hạnh thì các vị đó ra đời tùy theo cái thiện nghiệp của mình mà ra một cái tướng hết sức là tốt đẹp trang nghiêm. Nhưng các vị Đại Bồ Tát của mình ra đời các vị không có thích, không thích đi theo cái chiều thuận mà các vị thích đi theo chiều nghịch. Thì có những cái dạng người đó chúng ta cũng phải xéo nhận ra. Cho nếu mà chúng ta học đạo, chúng ta nghĩ rằng người nào mà đức tướng trang nghiêm, đạo hạnh đường hoàng thì chúng ta mới trọng nể. Còn người nào mà thiếu đức tướng trang nghiêm, đạo hạnh không có tốt là chúng ta coi thường, thì không khéo chúng ta sẽ coi thường những vị Bồ Tát nghịch hạnh, thì là chúng ta mất đi cái phước của mình. Cho nên ở đây chúng ta học theo một cái chiều thuận, tức là do Đức Phật dạy đến cái thiện nghiệp. Vì vậy mà tất cả những người tu thiện, chúng ta thấy rõ ràng là những người học Phật chúng ta cũng vậy nè. Lúc đầu chúng ta đi chùa thì cái diện mạo chúng ta không có tốt đẹp trang nghiêm lắm. Nhưng chúng ta đi chùa có tu tập rồi một thời gian, rồi chúng ta làm rất là nhiều điều thiện, chúng ta lễ Phật tụng kinh thường xuyên, tọa thiền nhập định thường xuyên, thì một thời gian cái tướng mạo chúng ta đã bắt đầu thay đổi. Thậm chí có những người gần như là tu thay đổi hẳn cái diện mạo của mình. Có người thì thay đổi chút chút, nhưng mà phần đông tất cả những cái tướng mạo được thay đổi, nó kéo theo cái, nó đi cùng với cái nghiệp thiện hoặc nghiệp ác của chính mình. Có những người làm một vài chuyện thất đức thì qua một vài ngày sau mặt xám xì liền, phải không? Nhưng mà có những người làm cái việc phước thiện cứu giúp được nhiều người thì trong một thời gian ngắn mặt người đó nó đã thay đổi, cái diện mạo đã tốt lên liền. Do vậy mà chúng ta cũng có thể đoán được từng giai đoạn của cuộc sống của mình. Nếu mà chúng ta đang sống tốt, chúng ta đang sống đúng với đạo lý, chúng ta đang tu tập tốt, thì chúng ta nhìn, chúng ta thấy cái diện mạo chúng ta nó sẽ có một cái sắc diện nào đó tốt hơn, đẹp hơn nhiều. Nhưng mà trong giai đoạn chúng ta đang tu tập tốt vì một duyên cảnh nào đó để mình làm một vài chuyện không hay trong đời này, thì trong một đêm tới sáng thôi là cái diện mạo chúng ta gần như nó bị sụp đổ. Cho nên chúng ta thấy là cái việc tu á, chúng ta giống như cá một loại ngược dòng thác, chỉ cần mình ngừng bơi là nó đạp mình trở xuống dưới đáy vực liền. Vì vậy mà tất cả chúng ta khi bắt đầu tu tập là cái thiện nghiệp là cái trước tiên để chúng ta có thể làm,
bằng cái nghĩ thiện, bằng cái nói thiện, bằng cái làm thiện, thì phần sau Đức Phật sẽ chỉ cho chúng ta. Nhưng ở đây Đức Phật nói lên cái kết quả của cái việc tu nghiệp thiện của mình. Tất cả những người tu nghiệp thiện đều được cái sắc tướng trang nghiêm, cái đạo hạnh đều được tư nhuận. Đó là điều mà để chúng ta phải thấy. Và ở đây Đức Phật là nói là cái hàng trời rồng. Thì lúc này chúng ta không có tưởng tượng cái hàng trời rồng như thế nào, nhưng mà ở đây Đức Phật, trong cái thời Đức Phật thuyết pháp thì có đầy đủ từ cái hàng Bồ Tát cho tới Thiên Long Bát Bộ. Nhưng mà mình thì với mắt mình không thấy. Tất cả những cái đạo tràng tu tập tốt đều có xuất hiện những hàng trời rồng dạ xoa Thiên Long Bát Bộ đàng hoàng. Tất cả những cái thời pháp Đức Phật ngày xưa đều như thế. Cho nên Đức Phật mới nói với Long Vương là: này Long Vương, các hàng trời, rồng, bát bộ, vân vân có quay thế mạnh mẽ, to lớn, cũng do nhân tu nghiệp lành mà được phước đức, phước báo như thế. Thì ở đây là cái hàng trời, tức là lúc Đức Phật thuyết pháp ở Long Cung thì các vị cõi trời cũng có đến để tham dự. Rồi các vị rồng cũng có mặt, và bát bộ hộ thần cũng có mặt ở đó. Thật ra ngày xưa chúng ta thấy là một thời thuyết pháp của Đức Phật đều có đủ tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới quy tụ về để nghe. Chứ không phải là Đức Phật thuyết ở pháp hội đó là chỉ có những người pháp hội đó nghe không. Và ngay trong thời chúng ta cũng vậy, thời chúng ta cũng vậy. Nếu thực sự là những người mà có đức hạnh đàng hoàng, những người có tu tập, có công phu, cái đẳng cấp tâm linh họ được thăng tiến ở một cái cấp độ cao, thì tất cả những thời thuyết pháp vị đó đều có Long Thiên hộ pháp phò trì hết, đều có chư thiên, chư đại Bồ Tát chứng, chư Phật chứng minh, chư đại Bồ Tát chứng minh, rồi có sự hộ trì của Long Thiên hộ pháp. Nhưng mắt phàm chúng ta không thấy được. Chúng ta nghĩ một vị đó chỉ ngồi đó thuyết giảng chỉ cho chúng hội đó nghe, không phải đâu. Có đầy đủ, có đầy đủ hết. Rồi mắt mình thì mình không có thấy nổi những điều này. Cho nên nếu mà chúng ta tu tập thì trong lúc thuyết giảng, trong lúc mà chúng ta ngồi trong đạo tràng, tức là tuyên trùng tuyên giáo pháp của Đức Phật, thì có những vị đã hộ vệ cái dòng pháp Đức Phật xuất hiện để gìn giữ dòng pháp đó. Do đó mà dù có trải qua rất là nhiều ngàn năm trong lịch sử, những biến thiên lịch sử, nhưng mà giáo pháp Đức Phật Thích Ca vẫn còn, thì có cái sự hộ trì nào đó, chứ không đơn giản là còn tồn tại tới giờ này mà mình đã học. Và cái dòng pháp nó xuất hiện ở nơi đâu thì Long Thiên hộ pháp sẽ có mặt ở nơi đó. Và cái điều thứ hai nữa chúng ta thấy là cái người mà ở trong đời á, có ở đây Đức Phật dùng cái từ là có oai thế mạnh mẽ, thì điều này chúng ta cũng có thể nhìn ngắm lại trong cái cõi đời này của chúng ta. Thì khi mà cái phước báo chúng ta còn kém á, thì sao? Bạn bè chúng ta ít, phải không? Cái uy thế chúng ta không có nhiều. Chúng ta muốn làm chuyện gì thì chỉ một mình làm thôi, đúng không? Nhưng mà khi cái phước báo chúng ta nó lớn lên chút, phước báo chúng ta lớn lên chút thì cái uy thế chúng ta nó nhiều một chút, thì cái người xung quanh, người hộ vệ chúng ta sao cũng đông chút, cái người quen thân chúng ta nhiều một chút, cái việc làm chúng ta làm lớn chuyện thì sẽ có rất là nhiều người ủng hộ mình. Còn nếu mà chúng ta cái phước báo kém, chúng ta muốn tổ chức, muốn làm một điều gì, muốn có người tới tham dự lại không có nhiều. Thì bất kỳ một cái tổ chức nào đều nói lên cái phước đức của cái người trong cái tổ chức đó. Ví dụ như chúng ta muốn tổ chức một buổi lễ, mình cũng muốn rất là nhiều người tới, nhưng thật sự tổ chức buổi lễ chỉ có vài chục người tới tham dự thôi. Thì điều đó để đoán biết rằng cái uy đức, cái uy đức của cái vị trưởng ban tổ chức đó nó còn kém, không đủ để có thể chiêu mộ được nhiều người đến với mình. Thế cho nên là bất kỳ một cái người nào tu phước thiện mà thành tựu thì cái uy thế người đó lần lần lớn thêm. Và khi cái uy thế người đó lần lần lớn thêm thì nó sức ảnh hưởng người đó nó rộng khắp, nhiều người biết tới, nhiều người quy thuận, rồi nhiều người hợp tác. Còn nếu như mà người ta tu tập mà cái phước đức, cái uy đức chưa có thì muốn có một người tới với mình cũng đã khó rồi, phải không? Chúng ta thử nghĩ mình nhìn lại trong cái đời sống của mình, có đôi khi mình muốn làm việc này, mình muốn làm việc kia, muốn có người cộng tác, nhưng thật sự không có ai muốn cộng tác với mình. Thì biết rằng lúc đó là cái uy đức chúng ta chưa có, cái phước đức chúng ta chưa có. Đó, cho nên là ở đây Đức Phật muốn nói tới cái hàng trời, hàng rồng, cái uy đức họ mạnh mẽ, có thể họ nhiếp phục được cái loài thấp hơn mình. Và
Một điều nữa là khi cái phước báo của người đó đã có rồi đó, thì họ sống trong cõi nào, trong cõi nào thì họ cũng được hưởng cái phước hơn cái cấp độ của cõi đó. Giống như bây giờ chúng ta là cõi người thôi, chúng ta nói chuyện của cõi người chúng ta thôi. Ví dụ như bây giờ chúng ta sống ở một cái vùng quê thật là xa thành thị, thường thì vùng quê cuộc sống vật chất khó khăn đủ điều, nhưng mà trong vùng quê thỉnh thoảng chúng ta lại thấy có những căn nhà lầu mọc lên, có đầy đủ phương tiện xe cộ đồ hết. Vậy là muốn nói cái gì? Tức là dù sống ở một cái môi trường thấp kém thì cái người có phước vẫn trội hơn người khác, được hưởng cái của vải cải vật chất nhiều hơn người khác. Còn ngược lại ở cái nơi thành thị nhưng mà phước chúng ta kém thì đời sống vật chất chúng ta vẫn khó khăn như thường. Hai cái điều này để chúng ta thấy. Thành ra khi chúng ta nhìn ngắm lại cái cõi đời này thì chúng ta cũng biết rằng cái người có phước và người kém phước sẽ có một cái đời sống sung sướng, đầy đủ, tiện nghi, và một đời sống chật vật khó khăn về vật chất. Trong cái cuộc sống này chúng ta gặp điều này rất là thường, đúng không? Cho nên để chúng ta thấy rằng cái nghiệp thiện nếu mà chúng ta có đầy đủ thì nói lên cái phước báo chúng ta bắt đầu tăng trưởng. Và người cái thiện nghiệp bắt đầu phát khởi, phước báo chúng ta tăng trưởng, thì chúng ta sống bất kỳ môi trường nào, bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn được có một cái đời sống tốt đẹp. Còn nếu chúng ta kém phước, dù chúng ta có muốn lên cái cõi cao hơn mình hiện tại bây giờ thì chúng ta vẫn bị chật vật. Mà trước thì chúng ta có đọc một vài mỗi chuyện về những vị ở cõi trời, không? Vị cõi trời thì khi mà làm phước để được sanh thiên ấy, mà chúng ta sanh về ở cái phần trung tâm ở cõi trời thì được hưởng vật chất nó khác. Còn phần mà ngoại vi của cõi trời, ở cái vùng biên địa của cõi trời thì cái phước báo nó lại cũng khác đi. Cho nên là ở trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào, một người có phước vẫn có một cái đời sống rất là thuận lợi hơn. Rồi quý vị thấy ví dụ như một cái vùng quê mà người ta phương tiện vật chất khó khăn, cũng như có một cái gia đình có đầy đủ vật chất, thì giờ họ muốn đi nghe pháp, muốn đi tu tập, họ có đầy đủ điều kiện hơn những người xung quanh liền. Họ muốn cái gì ở cái mặt trần gian về mặt vật chất thì họ gần như được thuận lợi hơn một người là kém phước. Thì nói chúng ta mới suy diễn thêm một đoạn nữa, tức là sau khi chúng ta chết. Thế vậy là trong đời sống này nếu chúng ta làm phước thiện nhiều thì chắc chắn rằng sau khi chết chúng ta cũng sẽ, nếu chúng ta không được tái sanh lên những cõi cao hơn là về cõi Phật hoặc về cõi trời mà ở trong cõi âm thôi, thì một người có phước vẫn hưởng được cái gì đó tốt đẹp hơn là người kém phước, tốt đẹp hơn rất là nhiều. Mà điều này chúng ta đã nói rất là nhiều lần, tức là trong cõi người chúng ta thì có sự lẫn lộn về phước báo. Ví dụ như bây giờ ngồi tại đây thì có những người cái cuộc sống kinh tế rất là sung mãn, có những người cái đời sống kinh tế rất là khó khăn, nhưng chúng ta có thể ăn chung được, chúng ta ngồi chung một bàn để ăn cơm được, chúng ta ngồi chung môi trường để chúng ta học đạo được. Nhưng khác cõi người thì điều này không thể xảy ra. Khác cõi người điều đó không thể xảy ra. Tức là chỉ rời khỏi cái thân xác, rời khỏi cõi người này thôi, thì bắt đầu cái phước của chúng ta tự động chúng ta bị cuốn vào trong một cái cảnh giới tương ưng với phước báo chúng ta, chứ chúng ta không thể hưởng cái gì khác cái phước báo mình được. Do đó mà có những cái cảnh giới mà tương ưng cái phước báo của mình bị hút vào trong đó. Cái điều này đạo Phật gọi là nghiệp, nghiệp sanh tử của mình. Mình không thể nào ở một cái cảnh giới cao hơn tí xíu so với nghiệp chúng ta. Thì do vậy là cái sinh hoạt của mình tương ưng với phước báo của mình ở cái đẳng cấp nghiệp thức ngang tầm đó, chúng ta không thể lên được dù chúng ta ở cảnh giới âm. Còn nếu mà phước báo chúng ta lớn thì chúng ta tự động tương ưng với một cái cảnh giới có một cái phước báo cao hơn một tí, thì hai người bạn chúng ta tu cùng một chùa, đã từng tu tập Phật thất như thế này, chúng ta đã từng ngồi thiền, từng tụng kinh giống như nhau hết, nhưng mà hai người có một chút dụng công khác nhau khiến cho phước báo khác nhau, thì khi nhắm mắt rồi hai người này cũng không gặp nhau được. Chúng ta rời khỏi cõi người này là không chắc gì chúng ta có thể gặp nhau được. Mặc dù mỗi kỳ thi Phật thất, mỗi kỳ tu Phật thất này chúng ta mỗi có mặt
cùng với nhau, phải không? Sinh hoạt cùng với nhau, ngồi gần với nhau, thậm chí ăn chung, ngủ chung với nhau, vân vân, tất cả mọi sinh hoạt đều đồng nhau hết. Nhưng mà trong đó hai người dụng công xê xích chút xíu thôi, xê xích chút xíu thôi, thì khi bỏ thân xác này là hai người ở hai đẳng cấp khác nhau. Và hai đẳng cấp đó là hai cảnh giới khác nhau, do đó chúng ta không thể gặp nhau được. Hai tầng sống dao động không đồng nhau. Giống như bây giờ là cái dao động của cái sóng âm của cái đài phát thanh thành phố và dao động sóng âm đài phát thanh Đồng Nai. Thì vậy là chúng ta rà bắt được đài thành phố thì cái sóng âm thành phố phát, rà bắt đài Đồng Nai thì sóng âm Đồng Nai phát. Chứ hai cái đó nó không có trùng nhau được, hai đài không thể trùng nhau được. Thì hai đẳng cấp tâm linh sau khi rời bỏ thân xác này cũng tương đồng như thế. Nói như vậy mà chúng ta thấy cái thiện nghiệp và ác nghiệp ở cõi chúng ta thì gọi là cái cõi ngũ thú tạp cư, có thể lẫn lộn, chúng ta có thể sinh hoạt chung đụng với nhau, dù là đẳng cấp tâm linh hai người rất khác biệt nhau. Dù ngồi ở trong đạo tràng này có rất là nhiều đẳng cấp tâm linh khác biệt nhau, tức là mỗi một người có một đẳng cấp tâm linh rất khác nhau tại đây. Có một người cái phước báo và trí tuệ rất là khác nhau tại đây, chứ không thể đồng được. Mặc dù chúng ta nghe một thời pháp nhưng mỗi người có một cái sự nhận định khác nhau, và sau đó mỗi người có một cái sự tu tập khác nhau, rất khác biệt nhau, không đồng. Do cái không đồng đó mà sanh tử chúng ta sắp tới nó cũng không đồng nhau. Chúng ta đừng nghĩ là khi chúng ta ngồi đây chúng ta làm chuyện giống giống nhau hết, rồi khi chúng ta chết chúng ta được gặp nhau ở cõi nào đó, không có đâu. Khi chúng ta chết rất khó gặp người quen, chỉ trừ trường hợp hai người đó đẳng cấp tâm linh phước báo ngang nhau thì mới có thể gặp nhau được. Đây là điều mà chúng ta phải biết thêm về cái chuyện sanh tử đó. Cho nên là ở đây Đức Phật nói là do tất cả những cái thiện nghiệp mà người đó có uy thế, có oai thế lớn và mạnh mẽ, thì điều này để chúng ta thấy rằng muốn cái oai thế lớn thì chắc chắn là chúng ta phải tu thiện nghiệp. Chắc chắn là chúng ta phải tu thiện nghiệp. Ở đây Đức Phật nói tiếp là những cái chúng sanh ở trong biển cả thì rất là nhiều cái hình sắc, nào là cá, ha, tôm, cua, còng, vân vân. Thì những cái loại đó là những cái loại bò ngang, những cái loại búng ngược, những cái loại đi không có thẳng theo cái ý của mình. Ví dụ như con tôm, quý vị thấy có thể đi tới trước hay là búng ngang. Nó đi, nó không đi theo cái đầu của nó búng một cái thì sang đây, búng cái sang bên kia. Con cua thì bò ngang, những con cá thì đi tới, vân vân. Thì tất cả các loại trong biển cả cũng như trong sông á, thì cái hình sắc khiến chúng ta thấy có cái hình sắc nào mà đẹp, dễ ngắm, dễ nhìn không? Thế rõ ràng là không có, phải không? Chúng ta không thể tìm ra được những cái loại hình sắc đẹp. Cho nên Đức Phật nói ở đây là cái hình sắc lớn nhỏ như là tôm, cua, rồi những con ốc hến, vân vân, những cái loài có trong biển cả này là do cái nghiệp bất thiện gây ra, nghiệp bất thiện gây ra. Bây giờ Đức Phật so sánh hai cái cấp bậc khác nhau rõ ràng. Hai người làm thiện và làm ác khác nhau rõ ràng. Trong loài người chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta nhìn thấy một người mà có nhiều ác nghiệp thì sao? Trên gương mặt của họ hiện nhiều sát khí. Hiện nhiều sát khí, chúng ta dùng từ chúng ta hay nói với nhau là giỡn mặt thấy hắc ám. Giỡn mặt thấy hắc ám. Tức là cái người ác, cái nghiệp ác hiện ra rõ lắm. Khi chúng ta tu tập nhiều, chúng ta sẽ nhận ra được những người chung quanh chúng ta là họ đang, cái tâm họ đang trong chiều thiện hoặc là tâm họ đang trong chiều ác, chúng ta nhận ra rất rõ ràng, không có giấu nhau được đâu. Chỉ trừ trường hợp là mình không tu thì mình không có cặp mắt nhìn điều đó. Chứ chúng ta có dụng công tí thôi thì mỗi ngày cái diện mạo của một cái người bạn thân của mình bên cạnh sẽ mỗi thay đổi theo cái tâm trong đêm đó. Chứ tôi nói trong đêm thôi chứ không cần là dài đâu. Ví dụ như trong đêm nay mà người này dụng công tốt ha, thì chỉ cần là tới sáng diện mạo khác liền. Nhưng mà đêm nay lỡ người này mà trong thời tọa thiền tụng kinh mà có những cái ý niệm xấu ác xảy ra thì sáng hôm sau diện mạo cũng đã khác rồi. Chúng ta chưa nói là dài lâu. Đó, cho nên là nếu mà chúng ta có kinh nghiệm một tí thì trên cái ánh mắt, trên cử chỉ, trên hành động và trên sắc diện của người đó đều thay đổi. Và thậm chí là họ thay đổi theo từng ý niệm trong từng phút giây đối diện với mình nữa. Thông tin thì chúng ta cứ nói chuyện với nhau, thử với nhau rồi biết không. Đang nói chuyện vui vẻ, cái chúng ta nói một câu sốc rồi mặt quạo lên liền. Thay đổi sắc diện liền. Thực ra là chúng ta thấy là cái đó là cái thô để thay đổi sắc diện bên ngoài, nhưng mà cái tế tàn ẩn bên trong nó cũng thay đổi sắc diện. Nếu mà chúng ta khéo thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái sắc diện người đó thay đổi một cách rất là tinh tế trên cái diện mạo của họ. Thì điều đó nó muốn nói lên cái sắc màu của tâm của người đó.
cái tâm của người đó thay đổi theo chiều tốt thì tự động cái sắc diện của họ nó khác liền trong khi đối diện với mình. Nên có nhiều khi mình ngồi đối diện nói chuyện với một người nào đó trong một khoảng thời gian ngắn thôi á, thì mặt họ thay đổi rất là nhiều màu sắc. Rất là nhiều màu sắc. Tại vì lúc mà họ tươi vui thì khác, lúc họ buồn thì khác, lúc họ đang nói chuyện với mình mà họ có ý đồ xấu thì nó khác, mà đang nói chuyện với mình họ có cái ý đồ tốt thì nó khác, gần như là thay đổi liên tục. Và nếu chúng ta khéo tu, chúng ta sẽ nhận ra rất là rõ những chuyện này. Thì đó là những cái nhân để cho người ta phải chiêu cảm những cái quả báo về sau. Tức là tất cả những cái ý niệm, những cái tâm niệm có ra nơi lòng chúng ta theo chiều tốt, theo chiều xấu, nó sẽ kết thành cái quả tốt, quả xấu để chúng ta có thể mang cái thân tốt, mang thân xấu ở đời sau. Do vậy mà ở đây Đức Phật nói là tất cả những người có hình sắc không được tốt đẹp lắm thì do cái ác nghiệp ở nhiều đời nhiều kiếp mà đời này phải thọ cái quả báo, thọ quả báo. Nên nếu mà là ở trong chúng hội của chúng ta người nào có sắc diện không tốt thì chúng ta nên biết rằng mình đã có tạo những cái quả báo không được lành trong những đời kiếp trước rồi. Thì đời này chúng ta phải cố gắng tạo được cái thiện nghiệp cho chính mình, cố gắng tu tập cho thật sự tốt đẹp lên để chúng ta thay đổi được cái diện mạo của chúng ta, thay đổi được cái phước báo của chúng ta để cái đời này khi kết thúc rồi thì chúng ta sẽ thăng hoa hơn, để chúng ta thọ nhận được cái điều thứ nhất, điều mà thấp nhất là cái thân chúng ta phải tốt đẹp trang nghiêm hơn đời này. Cái thứ hai là cái phước báo chúng ta cũng phải hơn đời này nữa. Nếu chúng ta không có duyên lành được sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không có duyên lành được sanh về cõi trời, nếu chúng ta trở lại làm cõi người thì chắc chắn là chúng ta phải được thăng tiến hơn đời này. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng nếu chúng ta được sung sướng, được bị cực khổ, được giàu có hoặc là bị nghèo khó vân vân thì tất cả đều do cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp của mình gây ra. Thì do Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta thấy rõ ràng là cái thiện cái ác đó, cho nên Đức Phật mới khuyên là chúng ta phải như thế mà tu học và khiến cho cái nghiệp lành là nương nơi chánh kiến bất động, chớ đọa vào trong tà kiến đoạn thường. Rồi đối với các bậc phước điền thì nên vui vẻ để cung kính cúng dường, các ngươi cũng được trời người trân trọng và cung kính cúng dường. Tức là ở đây Đức Phật kết thúc một đoạn Đức Phật dạy Long Vương, tức là ngươi phải hiểu như thế để mà tu học thì bao nhiêu cái thiện thì sẽ có kết quả đẹp đẽ và phước đức được thăng tiến, còn bao nhiêu cái nghiệp ác của mình thì sẽ mang cái tướng dạng xấu xa và đời sống khó khăn vân vân. Thì cái nghiệp thiện và nghiệp ác đều là cái quả báo mà do chúng ta đã tạo trong nhiều đời nhiều kiếp, để giờ này chúng ta phải hưởng cái thành quả mà nghiệp thiện nghiệp ác chúng ta phải tạo ra. Thì đây là cái điều mà Đức Phật dạy Long Vương phải như thế mà tu học, phải hiểu rõ ràng. Để chúng ta làm thiện thì chắc chắn là chúng ta sẽ có đời sống an vui, làm ác thì chắc chắn là chúng ta sẽ có đời sống bất an. Đó là cái thần thứ nhất. Thứ hai là phải thấu hiểu cái nhân quả để tu tập nghiệp lành. Thì trong tất cả những cái điều Đức Phật dạy ở trong kinh điển thì Đức Phật không bao giờ mà không nhắc tới nhân quả. Và tất cả những người học Phật chúng ta cũng vậy, cũng phải hiểu thấu nhân quả để mà tu hành. Một người nào mà không hiểu nổi nhân quả thì người đó khó trở thành người tốt ở ngay trong đời này. Không thể thành người tốt trong đời này chứ chưa nói là cái chuyện khác, không? Bây giờ ví dụ như chúng ta trong lòng chúng ta không chấp nhận có nhân quả thì nó có hai điều. Điều thứ nhất á, là chúng ta đã lỡ tạo cái nghiệp xấu rồi, bây giờ mình không muốn quả báo phải tới với mình, cho nên mình không chấp nhận, mình chối bỏ nhân quả. Tại vì nếu mà tạo nhân sẽ có kết quả thì chắc chắn là mình sẽ bị chuyện xấu sắp tới, cho nên mình gán cưỡng lại, mình cho rằng đời này không có nhân quả, mình gán khuất lấp theo ý của mình. Nhưng mà nhân quả thì chắc chắn là có rồi, nhưng mà do chúng ta không chấp nhận thôi. Bởi vì là thứ nhất là chúng ta chuẩn bị có cái mưu đồ xấu, chúng ta chuẩn bị làm điều gì đó thì mình nghĩ là mình làm chuyện đó để mình được cái gì đó rồi thôi, kết thúc quyết định có cái kết quả gì ở bên sau nữa hết. Hoặc là chúng ta đã lỡ tạo một điều xấu gì rồi, cho nên là chúng ta cũng mong muốn rằng cái nhân quả xấu nó đừng có tới với mình, thì cái người đó là người không chấp nhận nhân quả. Còn tất cả những người mà hiểu được nhân quả rồi á, thì
thì họ sẽ thấy rằng mình làm việc tốt, làm việc xấu sẽ có kết quả của nó. Cho nên ít nhiều gì chúng ta cũng phải sợ, phải không? Sợ cái nhân xấu để chúng ta không gặt hái những cái quả xấu. Thì người đó sẽ không bao giờ làm xấu giữa trần gian này, không bao giờ nói xấu, không bao giờ nghĩ xấu. Còn nếu một người không chấp nhận nhân quả thì họ sẵn sàng làm điều xấu, bởi vì họ làm rồi thì mọi chuyện đã xong rồi, không có kết quả ở bên sau nữa. Cho nên người đó không bao giờ trở thành một người tốt ở xã hội này được. Do vậy muốn xây dựng một cái xã hội tốt đẹp, muốn xây dựng một cái đời sống của một cái xã hội được thăng tiến tốt thì nên xây dựng ở cái nhân quả. Bởi vì nếu mà hiểu được nhân quả rồi thì mọi người đều tự làm cho mình tốt lên. Còn không hiểu được nhân quả rồi, họ làm không cần phải suy tính, không cần phải suy tính. Họ thích đâu họ làm đó, họ muốn cái gì họ làm theo ý của mình, chứ họ không bao giờ có cái suy nghĩ lại. Còn những người mà hiểu biết nhân quả rồi thì mỗi mỗi công việc đều phải nghĩ tới cái hậu quả của nó, thì họ ít có khi nào mà làm xấu, ít khi nào nghĩ xấu. Thì con người sẽ từ từ tốt lên. Và lý nhân quả cũng nói lên được một cái điều hết sức nhân bản cái đời sống này. Tức là con người tự làm ra cái việc tốt, việc xấu cho chính mình, để con người đó tự gặt hái cái hậu quả tốt, hậu quả xấu cho chính mình, chứ không do ai mang tới cho mình nữa. Không phải là một bậc thần linh nào, không phải là một đấng tối cao nào, không phải là một vị tạo hóa nào mà làm cho đời sống chúng ta thành tốt, thành xấu được. Đây là điều mà để thấy rằng cái tính nhân bản hết sức cao của Đạo Phật. Nếu như một người Phật tử mà hiểu biết thật chắc chắn về nhân quả mình rồi thì người đó sẽ có một đời sống hết sức độc lập, mà không bị nương tựa, không bị các vị thần linh, không có bị những cái tà thần lôi cuốn mình. Có nhiều khi cái Phật tử chúng ta có những cái mong cầu hơi vượt tầm phước báo của mình. Mình nghĩ rằng mình làm cái này nó sẽ có cái phước báo dữ dội hơn. Thay vì bây giờ mình tu đó, tu thiền hoặc là tu tịnh độ, hoặc là chúng ta tu một pháp nào đó, thì chúng ta tiêu trừ lần lần cái nghiệp báo của mình thì phước báo chúng ta tăng tiến lần lần. Tự nhiên cái mình thấy làm vậy chậm quá, mình phải làm cái gì á. Chỉ cần mình làm cái gì đó trong một thoáng chốc thôi là mình sẽ được thần linh phù hộ mình, mình sẽ được ai đó phù hộ mình để phước báo mình được tăng vọt hơn so với người khác, mình sẽ đi nhanh hơn, mình sẽ có kết quả nhanh hơn, vân vân. Thì đó là cái tham vọng. Đó là tham vọng mà chúng ta thấy là có rất là nhiều cái pháp môn tu tập kích động được cái tham vọng này của Phật tử, khiến một số Phật tử chúng ta sẽ tu theo, bị chạy theo. Bởi vì chúng ta cứ tưởng tượng rằng chúng ta sẽ làm cái đó, chúng ta sẽ có cái phước báo gấp 10, gấp trăm lần cái người tu bình thường, bạn bè xung quanh mình. Ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật không có nhiều phước hết, là phải tu theo tôi rồi mới phước nhiều. Hoặc là ngồi tọa thiền thì mình loại trừ từng ý niệm tốt nơi tâm của mình á, thì nó không có nhiều phước hết á. Phải làm thêm cái gì đó, phải có một cái gì đó nó có tính quyền bí một chút á thì mới có phước báo nhiều. Thì sẽ cuốn hút được một số người Phật tử mà có cái tham tâm đi theo. Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu được nhân quả nghiệp báo thì rõ ràng là mình làm cái nhân nào sẽ có cái quả đó. Mình làm được một chút phước thiện thì mình sẽ có một chút quả báo thiện. Nhưng mình làm nhiều phước thiện thì mình sẽ có nhiều quả báo thiện. Nhưng mà mình không có chịu tin ở ngang đây, không chịu tin ở ngang chừng đó. Thì ra mới có những cái người mà tu tập Phật Pháp một thời gian đi lệch lạc bởi cái tham vọng của mình. Cho nên khi mà chúng ta thấu hiểu được nhân quả rồi thì chúng ta mới thấy rằng cái việc tu tập chúng ta muốn thành tốt, muốn thành xấu là do mình. Chúng ta khẳng định ngay đời sống này chúng ta sẽ đứng từ cái vị trí phàm phu bắt đầu tu tập. Và nếu chứng quả thánh hiền thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ học đạo thánh hiền, và chúng ta sẽ tu đúng với những cái điều mà Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh điển, để rồi từng bước một chúng ta đi trong dòng chánh pháp của Đức Phật không bị sai lệch. Còn nếu một người nào mà không tin và không hiểu nổi nhân quả thì đời sống chúng ta sẽ có cái gì đó nó bấp bênh, khiến chúng ta dễ bị lệch đường tà. Cho nên cái người học Phật của chúng ta phải cố gắng thấu hiểu được nhân quả nghiệp báo. Chúng ta tạo nhân thì dứt khoát sẽ có kết quả, quả báo của nó sẽ mang theo cái hình bóng, mang theo cái nhân tố mà chúng ta đã tạo. Chứ không có bất kỳ việc gì ở trần gian này xảy ra mà không có nhân quả cả. Có đôi lúc là học nhân quả chúng ta chưa có thấu hiểu cùng tột của nó, rồi chúng ta không tin. Ví dụ như bây giờ
chúng ta thấy rõ ràng bên cạnh chúng ta có một người là từ hồi mình biết họ tới giờ này là họ chuyên làm ác, không? Không có lúc nào tôi thấy họ làm thiện hết, nhưng mà bây giờ họ vẫn sống sung sướng, ăn no mặc đẹp, nhà lầu xe hơi đủ điều. Còn mình nữa, từ nhỏ lớn mình chưa dám làm mất lòng một con kiến nữa mà mình vẫn sống vất vả hoài. Thì vậy là nhân quả ở đâu? Nhân quả ở đâu? Thật ra khi mà học hiểu nhân quả, chúng ta phải có những cái suy tư, gọi là chúng ta phải phản biện. Chúng ta coi nhân quả nó có thực trong đời sống này hay không? Tại sao bây giờ mình cứ đi theo mình, ủng hộ mình, lo lắng một người nào đó mà họ vẫn có một thái độ cư xử không tốt với mình? Đôi khi cái người kia là có cư xử không tốt mà họ còn phá phá người đó nữa mà người đó vẫn thương. Và nhất là trong gia đình thôi, trong gia đình thôi, cha mẹ sinh ra thì nói là cha mẹ thương con đều, nhưng mà đều không? Chắc chắn là không đều rồi. Chúng ta nhìn ngắm kỹ là nói nấm ruột sinh ra thôi mà cái người anh thì được thương nhiều mà người em thì được thương ít, hoặc là đứa con trai út thì được cưng chiều, đứa con trai lớn thì được bị rầy la nhiều. Thì nếu mà chúng ta ở trong cái trường hợp mà chúng ta bị cha mẹ không thương được, không lo lắng được, thì chúng ta suy nghĩ làm sao về nhân quả này? Chúng ta suy nghĩ làm sao? Có nhân quả không? Chắc chắn là phải có. Chúng ta phải suy nghĩ một cách hết sức đơn giản là chắc chắn là sẽ có. Tại vì sao vậy? Bây giờ chúng ta nhìn trong đời thường này thôi nha. Hai người bạn mà thân nhau là do cái gì? Tự nhiên gặp nhau thân liền không? Không được. Tức là người đó phải tới lui, gặp gỡ, rồi chia sẻ, rồi tâm sự. Người này hiểu người kia một chút, người kia hiểu người đó một chút, mới có thông cảm, mới trở thành bạn thân, đúng không? Thì mới thương nhau được. Thì chúng ta mới nhìn về sanh tử cũng vậy. Tức là cha mẹ mình mà thương đứa con nào nhiều, thương người anh mình hay là thương đứa em mình nhiều, là lý do đó. Lý do là hai người này đã từng gặp nhau trong sanh tử nhiều đời rồi, đã gặp nhau nhiều, hai người này đã có nợ nần với nhau nhiều quá rồi. Còn mình á, thì mình mới tới cái gia đình này lần đầu thôi, cho tình cảm từ anh em thấy nó lợt lạc lắm. Giống như bây giờ quý vị thấy không, quý vị đã từng đi chùa ở đây nhiều lần, đã từng gặp sư trụ trì, thì cái tình cảm thầy trò nó thân thiện, phải không? Hết sức là thân thiện. Nhưng mà có một người Phật tử ở đâu mới tới chùa này thân với thầy trụ trì nổi không? Không thân được. Lý do là người này mới tới. Thì cũng vậy, chúng ta mới có gặp cái gia đình này thôi, mới gặp cha mẹ mình một đời thôi. Còn ông anh em mình hoặc là em mình gì đó đã từng gặp cha mẹ mình nhiều đời rồi, cho nên cái mức độ khăng khít, cái mức độ thân thiện nó phải nhiều hơn mình. Thì chúng ta đừng có buồn, bởi vì nhân quả mà, cái gì nó cũng có nhân quả. Đó, thì như vậy đó, chúng ta phải chiêm nghiệm trong cái đời sống này để chúng ta nhận ra được tất cả mọi cái quan hệ qua lại với chúng ta trong đời này, đời trước đều có nhân quả cả. Có những người thực sự gặp nhau một cái rồi là 1000 năm nữa không có gặp nhau vẫn không quên được. Có những người hết sức là muốn thân thiện với mình, lui tới với mình, quan hệ mình điều này điều kia đủ thứ với mình, thân không được, thân không được. Có không? Có nhiều lắm. Thế thì là tại sao hai người này gặp nhau một lần mà họ có thể sống chết với nhau được? Là lý do là mấy người này đã có một cái gì nợ nần với nhau trong đời kiếp trước rồi. Thì đời này chỉ lo kiếm nhau mà trả. Thì dù là có từ chối họ cũng kiếm mình họ trả. Nhưng mà bây giờ lỡ có một người nhân quả mới vừa gặp nhau, người nhau là muốn thân nhau cũng khó lắm. Phải bao nhiêu lần nữa, bao nhiêu đời nữa mới có thể thân thiện nhau được. Vì vậy mà mình đã có mặt trong một cái gia đình mà chúng ta phải chịu những cái điều mà nó không được tốt đẹp, thì chắc chắn là chúng ta đã đến với gia đình này vì nợ nần, chúng ta đã thiếu nhiều quá rồi. Bây giờ chúng ta tới, chúng ta làm trâu làm bò để chúng ta trả. Chúng ta phải chấp nhận, phải trả cho hết cái nhân quả đó. Và muốn hết nhân quả cho nhanh đó, thì chúng ta phải vui vẻ. Vui vẻ tại vì hồi trước mình nói là trả nợ mà không có vui thì trả không hết. Cho nên là nếu chúng ta ở trong một hoàn cảnh thật sự khó khăn trong cái sinh hoạt gia đình, thì chúng ta phải tinh tấn hơn nữa. Ví dụ như bây giờ một ngày chúng ta tạo ra được 10.000 để phụng sự cho gia đình mình, thì bây giờ một ngày phải tạo thêm 15-20.000. Tức là cái thành quả làm việc để cung cấp cho gia đình này phải tăng lên cao hơn. Đặng chi? Đặng cho nợ mau hết.
Chúng ta trả chậm thì nợ hết chậm thôi. Như vậy mà trong nhân quả qua lại, nếu mà chúng ta có một cái chút nhìn, có một chút quán xét, thì cái đời sống chúng ta nó sẽ bớt đi những cái phiền hà. Thay vì mình bị cực khổ, mình bị khó khăn, mình mất tình cảm, không được cái tình cảm gia đình thân thiện lắm, mình ngồi đó mình buồn tủi, thì nó sẽ tạo cái nghiệp xấu tiếp. Bây giờ nếu chúng ta rớt vào cái trường hợp đó thì chúng ta phải vui vẻ lên, phải không? Tại vì rõ ràng là nhân quả, bây giờ phải quyết tâm phải trả xong cái món nợ này, là chúng ta phải làm gì đó tốt hơn bây giờ. Chúng ta sẽ phụng sự mọi người nhiều hơn bây giờ, chúng ta sẽ thương yêu những người này nhiều hơn bây giờ, thì cái kết quả nó sẽ tới chúng ta nhanh hơn, chúng ta mau hết nợ hơn. Thì chúng ta để ý đi, ví dụ như hai vợ chồng mà đã biết đạo lý rồi, ông chồng muốn đi tu bị bà vợ cản trở, hoặc là bà vợ muốn đi tu bị ông chồng cản trở, là lý do là sao? Vì còn thiếu nợ. Còn cái nợ đơn giản là còn thiếu nợ thôi, cho nên đi không được. Giống như mình bây giờ ở đây có những bà cụ muốn đi chùa, cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà bị con cái cản trở, bị chồng cản trở, hoặc là những ông chồng mà đi chùa bị bà vợ hoặc con cái cản trở, là lý do là chúng ta vẫn còn nợ với nhau, chúng ta không đi được, không đi được. Thì bây giờ quyết lòng muốn mà thuận lợi trong cái việc đi chùa của mình, là mình phải trả nợ gấp gấp đi. Một thời gian ngắn là chúng ta sẽ đi thuận lợi, tức là chúng ta sẽ làm tốt hơn, chúng ta sẽ phụng sự, chúng ta sẽ lo lắng nhiều hơn. Thì mai kia là chúng ta có quên đi chùa, người ta cũng nhắc mình đi. Nhưng bây giờ thì mình muốn đi bị lôi kéo, tại vì nợ không hết, không hết, mình đi bị còn nhiều chuyện cản trở. Thì khi nào mà chúng ta muốn làm một cái điều thiện mà bị cản trở, chúng ta biết rằng cái nhân quả xấu đời trước của mình cũng, thứ nhất là mình cản trở người ta, thứ hai là mình nợ nần quá, người ta sợ mình bỏ trốn, cho nên người ta phải giữ mình. Còn mà khi mình hết nợ rồi mình đi đâu mình đi, không ai giữ mình hết, không ai giữ, đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên là dù có hy sinh cái thân mạng cũng gắng trả nợ cho lẹ lẹ dùm. Chứ đừng có khi mà thấy chúng ta bị gặp khó trong đời này, chúng ta buồn tủi là một điều không nên. Không nên gì, nếu mà chúng ta buồn, chúng ta hận khi cuộc đời mang tới những cái điều xấu ác với mình ấy, thì chứng tỏ rằng mình không hiểu nhân quả trước hết rồi. Và chính cái phiền hận này nó sẽ dây dưa nhân quả lâu hơn, không dứt khoát được. Chúng ta nên hiểu điều này. Muốn dứt khoát cái khổ đau này, muốn dứt khoát cái phiền lụy mà chúng ta đang gặp trong đời này, thì chúng ta nên có một thái độ ngược lại, chứ không có chống chọi. Chúng ta phải thuận theo chiều, và chúng ta phải hết sức, hết lực của mình mà trả cho nhanh lên, thì nhân quả mới thoát được. Còn nếu không, chúng ta cứ dây dưa đời này qua kiếp nọ, mình vừa trả nợ người ta về tiền thì mình chửi người ta ăn câu thì mắc qua đời sau mắc cái nợ chửi này nữa, chứ đâu có thoát được. Hoặc là bây giờ mình không chửi ra thành lời mà trong lòng mình rất là phiền, sống ăn ở không, không có làm gì hết, bắt người ta phải phụng sự, bắt người ta phải phục dịch này nọ kia, trong lòng mình bị cái phiền đó, thì đời sau chúng ta nhận được đồng, chúng ta mới chửi 3-4 câu chúng ta mới xài được. Thì nó rất là phiền. Cho nên là lỡ mà chúng ta phải ở trong những cái hoàn cảnh thực sự nó không thuận lợi trong đời sống này, thì chúng ta phải tìm một cái lối thoát bằng cách là chúng ta phải, cái này ở trong bản luận của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, sáu cửa và động thiếu thất, Ngài có một cái điều là phải cái hạnh gọi là hạnh báo quán. Hạnh báo quán thì mình mới nghe cái báo quán hạnh, mình cứ nghĩ rằng là mình phải trả cái quán đó, nhưng mà thật sự Ngài trả cái kiểu này, tức là Ngài ở trong Thiếu Thất Luật Môn thì cũng nói tới cái điều là khi chúng ta gặp một cái hoàn cảnh nghịch á, tức là người ta giống như người ta tới đòi mạng mình, thì mình mang cái mạng mình ra mình đà trả người ta cho người khác thì mới hết được cái nhân quả, gọi là báo quán hạnh. Chứ không phải là người ta đòi mạng mình thì mình giết lại người ta mới gọi là báo quán, không phải như vậy. Hồi đầu mình nghe cái tựa báo quán hạnh mình thấy nó có một cái gì hơi khó chịu, nhưng mà khi đọc vào nội dung thì mình thấy rõ ràng là chư tổ dạy chúng ta rất là kỹ. Tức là khi mà người ta cần mình việc đó, tức là đã có một nhân quả gì rồi, họ đeo đẳng để họ đòi mình cái chuyện đó cho kỳ được là chắc chắn là có nhân quả. Thì bây giờ chúng ta phải trả, chúng ta phải thuận theo cái ý của họ để chúng ta trả cho hết cái nhân quả xưa, gọi là báo quán hạnh. Cho nên là đời sống này mà mình lỡ có gặp cái điều thuận thì đó là cái phước duyên của mình, tức là cái nhân quả xấu mấy đời trước mình ít. Thì ra mình muốn tu cũng có người ủng hộ, mình muốn làm việc Phật sự cũng có người giúp đỡ. Còn nếu như chúng ta muốn tu mà gặp trắc trở, chúng ta muốn làm việc Phật sự mà gặp khó khăn,
thì biết rằng cái nhân quả cũ chúng ta đã bị một cái gì không tốt rồi. Thì nếu như chúng ta trực tiếp trả cho người đó được thì tốt, còn không chúng ta cũng phải âm thầm trả người đó bằng cách nào cho hết nhân quả này. Tại vì ở đời sống này nó có những cái như thế này để chúng ta phải thấy là có khi chúng ta trực tiếp trả thì cái đương sự sẽ có một cái sự hiểu lầm với mình, đúng không? Ví dụ như bây giờ hai người chưa phải là vợ chồng với nhau, nhưng mà có một người bên nam là đối tượng để người nữ đeo đuổi, hoặc là người nữ là đối tượng để người nam đeo đuổi. Bây giờ người nữ quay lại để mà giúp đỡ người nam thì người nam cứ nghĩ là người này thương mình sẽ bị hiểu lầm đó. Hiểu lầm thì nó gỡ không ra. Thành ra là chúng ta phải tìm một cách nào đó, chúng ta âm thầm giúp đỡ người đó bằng cái kiểu gì để cho cái nhân quả cũ nó được dứt khoát, mình không bị nợ. Chúng ta có khi là chúng ta phải trả trực tiếp. Thành ra chúng ta phải khéo léo trong đời này, trong đời sống có những cái mà khiến người ta bị hiểu lầm. Nhưng mà nếu cái trí tuệ Phật đạo chúng ta có thì chúng ta sẽ trả bằng một cách hết sức là phù hợp với đạo lý. Chúng ta có thể là giúp cái người bạn của mình hiểu biết được Phật pháp, giúp người bạn của mình được hiểu biết nhân quả vân vân, thì đó cũng là một hình thức trả nợ. Chứ đừng có nghĩ rằng tất cả những cái trả là, ví dụ người ta mượn nợ tình cảm thì mình phải trả nợ tình cảm, mượn nợ tiền phải trả nợ tiền, thì không đúng, đúng với nhân quả. Mà mình học đạo từ trước đến giờ mình nghĩ là cái nhân nào là phải có cái quả đó, thì điều đó nó không có sai với nhân quả. Nhưng mà đó là cái đẳng cấp thấp, đẳng cấp thấp. Nếu chúng ta hiểu Phật pháp cao hơn thì chúng ta không có trả theo kiểu đó. Mà trước chúng tôi nói rồi, mượn lúa chúng ta có thể trả bằng tiền, mượn lúa chúng ta có thể trả người khác bằng vàng, phải không? Miễn làm sao chủ nợ cảm thấy thỏa mãn là thôi, chứ không có hẳn là nhân nào quả đó được. Đạo lý không thể nói được điều này. Chính trong cái bản kinh Đại Nghiệp, Đại Tập Nghiệp ở Trường A Hàm, Đức Phật cũng có nói tới cái chuyện này. Hoặc là bản kinh Hạt Muối trong cái hình như Tâm Tăng Trên Bộ Kinh đó, Đức Phật cũng nói. Đức Phật nói là nếu người nào nói rằng tạo nhân nào trả quả đó thì người ấy không hiểu lời nói của Như Lai, sẽ không có con đường phạm hạnh và không thể thoát ly sanh tử. Nếu người nào nói rằng tạo nhân sẽ có quả báo thì người đó sẽ hiểu lời nói của Như Lai, sẽ có con đường thoát ly sanh tử và sẽ đạt được phạm hạnh. Chúng ta nghe hai câu đầu của Đức Phật nói nè. Nếu người nào nói rằng tạo nhân nào sẽ trả quả đó thì người đó sẽ không hiểu lời nói Như Lai, không thể thoát khỏi sanh tử, không có con đường phạm hạnh. Nếu tạo nhân có quả báo thì người đó sẽ hiểu lời nói của Như Lai, sẽ có con đường thoát ly sinh tử và sẽ đạt được phạm hạnh. Chúng ta hiểu hai câu, một là tạo nhân sẽ có quả báo, nhân nào sẽ có quả đó thì người này không hiểu lời nói của Đức Phật. Chúng ta nghe lại điều này nha, nó hơi nghịch phải không? Hơi khác với nhân quả mình nghe từ trước giờ đúng không? Chúng ta lần lần ví dụ để chúng ta mới hiểu sâu về nhân quả của Đức Phật. Bây giờ ví dụ nè, ví dụ giờ chúng ta là cái người đang tu Phật Thất rất là ngon lành, phải không? Chúng ta cũng đã từng tụng kinh không biết bao nhiêu biến rồi, đã từng ngồi thiền không biết bao nhiêu lần. Lỡ bây giờ mình đạp chết con kiến, đời sau mình thành kiến để mình trả nợ, đúng không? Nhân nào quá đó mà, đời sau chắc chắn sẽ làm con kiến để cho nó thành người, nó dậm vô đầu mình nát lại, đúng không? Đúng không? Cái này nó trả lời rồi, đúng không? Thì nhân nào quả đó, tức là chúng ta lấy một mạng chúng ta phải đền một mạng chứ đâu có chuyện thay đổi được. Thì rõ ràng nếu người hiểu như vậy thì sẽ không hiểu lời của Đức Phật nói, đúng chưa? Nhưng mà tạo nhân sẽ có quả báo thì đúng với lời Đức Phật nói. Quả báo ở đây nó tương ưng với cái nhân mình đã tạo, hiểu chưa? Ví dụ bây giờ chúng ta so sánh cái phước báo giữa con người và phước báo con kiến hiện tại ở đây như thế nào. Cái phước chúng ta quá lớn so với một con kiến, đúng không? Con kiến mấy ngàn năm nữa mới lớn lên thành một con gián,
con dán mấy ngàn năm nữa mới đủ phước nó thành tới một con gà, ví dụ vậy. Con gà mấy triệu năm nữa cái phước nó mới thành được con heo mấy tỷ năm nữa mới thành được tới con trâu, ví dụ vậy. Con trâu mấy tỷ kiếp nữa nó mới thành được con người, thì muốn nói tới cái phước báo nó cách biệt nhau quá xa. Thì như vậy lỡ chúng ta có tạo một cái nhân quả xấu với một con kiến, nói là lỡ thôi chứ mình không phải là cố ý, thì vậy là chúng ta phải trả một nhân quả tương ưng với cái nhân quả mình đã tạo và tương ưng với cái phước báo mình đã làm. Ví dụ như bây giờ cái phước báo con kiến so với mình là bằng 1/1 tỷ so với cái thân của con người, phải không? Một con kiến cái phước báo nó bằng 1/1 tỷ so với cái phước báo con người. Thì vậy là khi chúng ta xúc phạm đến cái sinh mạng của một con kiến rồi thì chúng ta phải trả một cái nhân quả tương ưng với 1/1 tỷ của cái thân này, là chúng ta sẽ bị cái gì? Khi chúng ta bị nổi một ghẻ nào đó, đó là nhân quả. Chúng ta phải trả một cái nhân quả nào đó tương ưng với cái phước mình đã tạo, cái quả mình đã tạo. Chúng ta hiểu nhân quả vậy để chi? Để chúng ta thoáng cái đầu mình ra một chút. Tại vì sao vậy? Tại vì rõ ràng bây giờ nếu mà ngồi suy nghĩ lại đi, là từ nhỏ lớn mình giết bao nhiêu mạng rồi. Nhưng mạng mà cái mạng mà chi chích nhỏ, ví dụ như đó. Bây giờ chúng ta ngồi nè, ngồi im thôi mà nhúc nhích lắc qua lắc lại là chết, không biết bao nhiêu con côn trùng rồi đó. Chúng ta hít vô chúng ta thở ra là không biết bao nhiêu cái côn trùng bay ra để mà chết. Thì tính bao nhiêu cái sinh mạng đó chúng ta tả kiếp nào cho xong. Nếu như từng mạng mà chúng ta không trả đủ á, thì chừng nào chúng ta mới hết khổ được, đúng không? Ví dụ trong lúc này là chúng ta đã cái đẳng cấp tâm linh chúng ta lên tới một cái tầng cao, chúng ta có thể nhập được vào định, chúng ta có thể chứng được quả này quả kia trong đạo lý nhà Phật. Rồi nhưng mà cái hết đời này, cái cắt ngang cái khúc phim đó, chúng ta phải lùi lại để chúng ta làm con côn trùng chút xíu để cho mình mất cái mạng để mình trả nhân quả cũ. Rồi chúng ta phải thành kiến chút xíu để chúng ta trả cái mạng, thành con cào cào, thành con dế, thành con gián, thành con gì cũng trả hết những cái mạng mình đã làm á. Rồi chúng ta mới bắt đầu trở lại cái kiếp tu là nhập định này, được không? Đó, cho nên chúng ta phải hiểu lại nhân quả của đạo Phật một chút ở chỗ này thì chúng ta mới có thể tu tiến đến cái chiều sâu của tâm linh được. Không phải là chúng ta không trả nhân quả, cái điều này chúng ta nói lại, tức là tạo nhân dứt khoát là sẽ có quả báo, Đức Phật đã khẳng định như vậy. Và chúng ta chỉ hiểu là tạo nhân có quả báo thì chúng ta hiểu đúng lời Phật dạy. Nhưng nếu chúng ta nói là tạo nhân nào mà trả quả đó thì chắc chắn là chúng ta không hiểu nó hết lời Đức Phật dạy được. Tại vì tạo nhân sẽ có quả báo, mà thực sự từ nhân cho tới quả nó sẽ là một cái dòng xoắn khó có thể định được, chỉ trừ Đức Phật mới thể thấy hết thôi. Chứ còn chúng sanh phàm phu của mình thì chắc chắn là chúng ta không thấy hết. Nhưng mà chúng ta tin, chúng ta có thể hiểu được là nhân quả thì hoàn toàn không sai. Nhưng mà đừng có nói là trồng tạo nhân nào hưởng quả đó là không hiểu đúng lời Đức Phật dạy. Vì chúng ta thấy ngay trong thời Đức Phật thì ngài Angulimala giết bao nhiêu người? Rất là nhiều người, đúng không? Nhưng mà ngay đời đó ngài vẫn chứng được cái quả A-la-hán kia mà. Ở đây không phải chúng ta nói như vậy để chúng ta nói làm gì chúng ta phải giết người để chúng ta tu để chúng ta chứng quả là điều đó không đúng. Nhưng mà chúng ta muốn nói tới cái nhân quả nghiệp báo. Khi mà chúng ta đã bị sai lầm trong đời sống này của mình, tức là lúc mà chúng ta chưa hiểu đạo lý, chúng ta làm một số điều ác rồi, bây giờ chúng ta thức tỉnh, chúng ta thấy những điều mình làm trước kia là sai quấy rồi, mình muốn đi theo con đường thiện, thì đương nhiên nó cũng có một số cản trở, nhưng cái việc làm thiện chúng ta vẫn có kết quả lớn. Mà sau đời của ngài Angulimala thì Đức Phật cũng đã nói là nếu nghiệp lành lớn đủ có thể che chắn được nghiệp ác thì người đó cũng có thể chứng quả thánh hiền. Có nghĩa là bây giờ ngay đây chúng ta là người tràn đầy tội lỗi, phải không? Bây giờ chúng ta thấy rằng đạo lý là một cái gì để chúng ta có thể theo, để mình có thể tu tập, mình có thể tiến hóa và có thể chứng được thánh hiền. Mà chúng ta tu tập tốt thì đủ sức để chúng ta có thể chứng quả thánh hiền như ngài Angulimala. Là một biểu tượng lịch sử mà chúng ta thấy còn trong cái hệ thống kinh Nguyên Thủy trong thời Đức Phật. Và sau này tới cái kinh Từ Bi Thủy Sám, không? Thì chúng ta thấy tới cái chuyện của ngài Ngộ Đạt Quốc Sư cũng vậy.
tức là tiền thân ngài Ngộ Đạo Quốc Sư có một cái đời ngài làm vị quan tên là Viên Án, ngài tấu lầm để giết Triệu Thố. Triệu Thố ôm cái hận đó mà theo ngài cũng quá nhiều đời, tức là sau đó rồi Viên Án bắt đầu tu, Triệu Thố là ở trong cõi âm ôm phiền hận để trả thù. Và lúc đó thì chúng ta mới thấy là cái người mà ôm hận và cái người tu tập thì hai người này phước báo bắt đầu nó khác nhau rồi. Tức là khi người ta ân hận, người ta tu tập ở đoạn đời còn lại là phước người ta tăng, còn cái người này ôm cái uất thì phước bị giảm. Và do mỗi người phước cao và người phước kém thì cũng không thể nào trả được cái hận nhau, khó lắm, khó có thể gặp nhau. Cho nên cứ đeo đẳng hoài rất là nhiều đời nhiều kiếp mà không thể gặp được. Tới 10 đời sau thì là cái vong hồn mà ôm phiền hận đó mới gặp cái lúc mà sơ tâm của ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mới bắt đầu phóng vào là một ghẻ độc, không? Để làm đau khổ ngài. Thì vậy là chúng ta thấy ở hai tầng phước báo giữa người và người thôi á nha, muốn trả cái nhân quả nhau cũng đã là khó. Thay vì lần đó lại là cái lấy luôn cái mạng ngài Ngộ Đạo Quốc Sư nhưng mà đâu có đủ sức, tại cái phước quá kém thì không thể lấy phước lấy cái mạng của một người phước lớn. Đây là điều mà chúng ta phải biết, hai người muốn giết nhau là cái phước phải ngang ngang với nhau, chứ phước cao phước thấp một chút cũng không giết nhau được nữa. Đây là chuyện mình phải biết. Cho nên là cái lúc mà cái nghiệp ác của ngài Triệu Thố đi theo muốn trả cái thù cho ngài Ngộ Đạo Quốc Sư thì lúc đó chỉ làm một cái một ghẻ thôi, một ghẻ đau hành hạ mấy năm trời đó. Thì sao cái phước đó nếu mà tính tỷ lệ mà phần trăm á, không, thì cái phước mà lúc lấy cái mạng của Triệu Thố là so với Ngộ Đạo Quốc Sư bây giờ thì một cái sinh mạng của một người không tu tập so với sinh mạng của một người tu tập á, thì phước báo quá chênh lệch, quá chênh lệch, không có đủ để có thể lấy mạng người kia. Thì vậy là ngài cũng phải trả cái nhân quả đó cho tới nhiều năm trời đau đớn thì gọi là trả nhân quả, chứ không phải là không. Không trốn được nhân quả thì chúng ta không tránh được rồi, nhưng mà phải trả tương ưng với cái việc mình làm, mình phải hiểu lại như vậy. Thì bây giờ cái lúc mà chúng ta chưa tu thì chúng ta đã từng làm gì? Cắt cổ gà, cắt cổ vịt, đập đầu cá, lột vỏ tôm cua đủ hết trên đời này, đúng không? Quá nhiều luôn chứ không phải là ít. Gồm là chất cá với ống cạo cạo. Bây giờ chúng lấy một mạng cá, 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 và không đạt được cảm hạnh, tức là không chứng quả gì. Đây là cái ý của chúng ta học nhân quả, chúng ta phải hiểu, ra cái điều này để khi mình nhẹ đi một phần nhân quả nào đó. Tức là bây giờ mình cũng đã từng làm điều ác nhiều lắm rồi, mình chấp nhận trả nhân quả, không có trốn, mình không phải là sự bình trở để chạy đâu, nhưng chúng ta phải trả tương đương như đó. Tương đương như đó, chúng ta không có tất cả một trốn và không có lấy cái gì cả đó, dứt khoát thì có những cái nhân nào quả đó không phải là không có, nhưng mà nói về nhân nào quả đó một cách cụ toàn thì không hẳn như vậy. Có những cái điều, có một số điều là nhân nào quả đó, ví dụ như mình vẫn tội người khác thì người khác cũng không vui với mình, thì nó là một cái phần nhỏ trong đời sống này, chứ không chắc chắn, không chắc như vậy. Ví dụ như bây giờ chúng ta lỡ tạo thiệt hại cho người bạn mình, người đó nặng, làm cái gì đó nó rất là nặng, nhưng mà mình có phải trả lại cái nhân quả đó, nó tự mới đánh mình, mới nói nhân quả cũng chưa chắc. Tức mình rồi mà không gặp lại được mình thấy gì cả, không gặp mình thì sau này mình trở lại cái quê biết sợ đó, mình gặp lại thì mình đối diện. Biết nhân quả xấu người đó đang hận mình mà không dám đối diện thì mình âm thầm mình giúp đỡ gia đình dòng họ anh em bà con của người này, giúp đỡ để mình gọi là mình trả cái nhân quả đó. Hoặc là gia đình họ bị tai nạn gì đó, mình tới mình cất nhà cái cửa, hoặc là con của họ thất học mình nuôi cho con họ đi học, mình làm cái điều gì đó để gọi là mình âm thầm mình trả cái món nợ xưa. Mình rất là ăn năn, rất là hối hận trong cái việc làm của mình. Nhưng tới hồi họ giật mình ra là mình đã làm quá nhiều chuyện cho gia đình họ, con họ cũng mang ơn mình, rồi anh em, rồi cha mẹ họ cũng mang ơn mình, vân vân, gặp ngay cả đời sống họ đã sống nhiều năm nhờ đồng tiền của mình.
thì bây giờ kêu hối hận mình hối hận được không? Thôi bắt tay quề cái là xong chuyện không? Thì đó cũng là một hình thức trả nhân quả. Chứ đừng có nghĩ là mình muốn làm cái gì đó là mình dứt khoát mình trả cái đó là mình sai lầm. Rất là sai lầm. Cho nên là có những cái, nói tới những cái vị tu á, những vị tu không? Thì là trong nhiều đời nhàn kiếp, trong sanh tử luân hồi thì tất cả chúng ta đều đã từng có vợ có chồng, đã từng ân ái với nhau là gần như người nào cũng có. Điều này là không có sai. Cho nên trong dòng sanh tử này là tất cả những người có mặt ở đây chúng ta là đã chưa hết đó, gặp nhau. Thì những bậc tu hành, những vị đã xuất gia thì trong mấy đời kiếp trước họ có vợ có chồng không? Chắc chắn là sẽ có. Chỉ trừ những vị Bồ Tát tái lai xuống đây thôi là không tính. Còn mình mà tu từ dưới này tu lên thì chắc chắn là trong mấy đời kiếp trước mình đã từng gặp gỡ với nhau, đã từng thành chồng thành vợ với nhau rồi. Thì đời này mình tách ra được một lần để đi tu thì trong cái dòng lẩn quẩn này chắc là mình sẽ gặp lại người xưa. Thì bây giờ bắt mình phải trở lại để mình trả nhân quả đó nữa hả? Không được rồi. Thì mình sẽ có cái cách khác để mình trả chứ, phải không? Nếu bây giờ mình tu tập tốt thì mình có đạo lý. Là khi người ta gần gũi mình á thì người ta hưởng được đạo lý từ mình. Và nếu như mình có đạo lý nhiều để quá tán được cái nghiệp ái của người ta là coi như nợ đó xong, mượn lúa trả vàng. Thay vì là được sống đời vợ chồng để ăn sung mặc sướng gì đó, lo lắng với nhau một đời thì rồi qua đời sau cũng bị sanh tử luân hồi. Còn lần này nếu mình có đạo lý tốt để mình có thể dạy cho người đó một điều để người đó tu tập, hoặc là làm cho người đó bình an thoát khỏi cái lầm mê trong sanh tử luân hồi là cứu người đó ngàn đời ngàn kiếp luôn. Thì vậy là có những tả nhân quả chưa? Tả còn ngon hơn làm vợ chồng nữa. Đó, do đó là chúng ta phải tính toán tới cái chuyện mình phải trả nhân quả theo cái kiểu nào đó mà được yên hai bề, phải không? Thứ nhất là mình giữ được đạo lý và công phu mình được thăng tiến. Thứ hai là cứu thoát được người kia ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi nữa. Thì đó cũng là một cách trả nhân quả. Nó thành ra là nếu một người tu Phật mà người ta sáng suốt thì người ta có thể trả đủ hết nhân quả cũ mà không bị dính lại trần gian này. Chứ đừng nghĩ rằng là đời trước hai người này đã là vợ chồng rồi thì giờ này phải quay lại làm vợ chồng tiếp mới gọi là trả nhân quả là sai. Chúng ta không có thể trả thì kiểu đó. Mình học Phật thì mình có cách trả của người con Phật. Không. Người đời thì họ trả theo kiểu thế gian, nhưng mình học Phật rồi mình có đủ hết để mình trả, có đủ cách hết đó. Mình trực tiếp trả không được thì mình gián tiếp mình trả. Mình trả thẳng trước mặt không được, mình lén trả sau lưng. Trả làm sao mà coi như nợ mình xong là thôi. Đó là một cái cách để mình đền trả nhân quả. Chứ đừng có nghĩ rằng chúng ta đã bị hiểu lầm. Rõ ràng trong kinh Đức Phật dạy điều này. Bản kinh Hạt Muối Đức Phật một ví dụ thêm á. Đức Phật nói ví dụ là nếu một người bình thường một quả báo ác thì người đó có thể bị đọa địa ngục. Đức Phật ví dụ nè, ví dụ như một hạt muối á, mà bỏ vào một chén nước nó bị mặn thì mình không thể uống được, phải không? Nhưng mà nếu hạt muối nó bỏ vào một thau nước thì mình cũng đã thể uống được rồi. Nhưng mà hạt muối nó bỏ vào một hồ nước thì cái mặn của muối nó không có là gì với cái hồ. Mà nếu hạt muối nó bỏ xuống một cái sông thì nó chẳng dính dáng gì. Thì cũng vậy, một người không có phước báo mà vừa tạo nghiệp ác thì sẽ bị đọa, bị bắt, bị đọa đày. Còn người có phước lớn á, mà lỡ tạo một nghiệp ác thì một chút xíu quả báo với họ còn không có. Tại sao? Tại cái phước họ đã quá tán hết cái, giống như một cái hồ lớn, cái phước như một hồ lớn, còn cái nghiệp ác giống như một hạt muối nhỏ. Hồ lớn đó đủ quá tán cái mặn của muối này. Cho nên người đó, người phước báo lớn lỡ họ bị lầm lỗi thì họ không bị đọa. Giống như mình bây giờ ngang cõi người thôi, mà chúng ta tu tập tốt, chúng ta lỡ lầm mà đạp lên con kiến thì kêu chúng ta phải đọa địa ngục sao được đó. Không đó, chuyện đó xảy ra rồi, phải không? Thì vậy là nếu chúng ta tu tập và phước báo chúng ta lớn, chúng ta vẫn phải trả nhân quả đó ở một cái chừng mức ngang tầm chúng ta đã tạo. Chúng ta nên hiểu điều này, trả nhân quả ngang với cái nhân đó chứ không phải là không có trả được. Nhân quả thì gần như là phải trả đủ, nhưng mà trả ngang chừng đó mà thôi. Ví dụ như bây giờ mình giết một con cá rồi, nếu mà tính cái phước báo của con cá tính theo mặt toán học, mặt toán học thì con cá so với con người là tỷ lệ phần trăm làm sao, tỷ lệ phước báo là sao? Ví dụ như 1/1000 đi, phải không? Phước báo 1/1000. Phước báo 1/1000 thì chúng ta sẽ trả theo cái kiểu 1/1000, phải không? Đúng, chúng ta phải tiêu hao một số tiền nào đó
do chúng ta bệnh. Ví dụ như chúng ta bị nhức đầu 3 ngày, chúng ta phải tốn là 50.000, 70.000, 100.000, 200.000 gì đó. Qua những cái cơn nhức đầu đó, coi như chúng ta đã trả một cái nhân quả mà chúng ta đã tạo. Đó, nghĩa là sao mình tiêu hao một phần ngàn đó, tiêu hao một phần ngàn đó cho một cái nhân quả mình đã tạo. Chứ không phải là chúng ta phải trả một cái mạng. Trả mạng lấy gì tu? Bây giờ tự nhiên mình tiến quá làm người. Làm người mà không phải người bình thường, người Phật tử nữa chứ. Phật tử là hơi bị bất thường rồi đó, không phải người bình thường nữa đâu. Hơi bị ngon rồi đó. Rồi mình còn là tu Phật thất nữa, còn ngon nữa. Rồi mình đã từng tụng kinh, đã từng ngồi thiền là coi như là cái phước báo mình mỗi ngày mỗi thăng tiến. Con cá nó đâu có bao nhiêu phước. Do vậy mà mình đụng chạm tới nó thì mình phải trả nhân quả tương ưng với cái phước của con cá. Vậy thôi. Chúng ta hại một cái điều gì, chúng ta tạo một nhân quả gì, chúng ta sẽ trả cái quả tương ưng với cái việc mình làm. Chúng ta nên hiểu điều này để mình nhẹ. Thật sự là từ trước đến giờ có rất là nhiều cái người Phật tử chúng ta hoang mang về nhân quả đó. Thực sự rất là nhiều người hoang mang khi chúng ta không hiểu đúng như thế này. Người ta cứ nghĩ rằng nhân nào quả đó thì thiệt là khó trả vô cùng đó. Từ nhỏ lớn nội đi vô tình thôi, mình một dẫm chân mình xuống chết không biết bao nhiêu con côn trùng. Chắc chắn điều này rồi, không có chạy đâu được cái đấy. Mà mỗi một dấu chân mình 100 con côn trùng thì mình phải đổi là 100 cái mạng thì chừng nào mới tu xong. Cho nên Đức Phật mới nói là không thể có con đường thoát khổ và không thể chứng phạm hạnh được. Đây là nhân quả mà chúng ta phải hiểu đó. Cho nên là học đạo mà khi nói về nhân quả là chúng ta phải nhìn lại cái nhân quả xảy ra ở trong đời này, nhân quả xảy ra trong cái đời quá khứ, và chắc chắn là chúng ta sẽ biết được cái nhân quả trong đời vị lai của mình khi chúng ta ngồi đây. Cho nên Đức Phật muốn, Đức Phật trong kinh cũng có nói là nếu mà chúng ta muốn biết được cái nhân quá khứ thì chúng ta phải coi kết quả hiện tại này của mình, và muốn biết được cái quả báo tương lai thì phải coi cái nhân chúng ta đang tạo ở đây. Thì trong nhân quả là chúng ta phải thấy là cái vòng tròn xoay chuyển của nó không mất, tạo nhân dù nhỏ vẫn không mất. Ví dụ như bây giờ chúng ta khởi một cái ý niệm, một tác ý xấu với người khác, nhân quả hoàn toàn không mất. Để có quả báo của nó hết á, nó sẽ sanh sôi nảy nở theo chiều của nó. Để rồi chúng ta phải hưởng cái quả báo phiền hận đó một ngày nào thì mình không biết. Ví dụ như bây giờ mình chỉ cần nghĩ xấu người bạn mình thì qua đời sau tự nhiên gặp bất ngờ cái họ đánh mình vào tay. Nếu ủa sao tự nhiên vậy đánh tôi, mình thấy nó bất ngờ lắm, nhưng mà thật sự không có gì bất ngờ hết. Tại mình gieo cái nhân đó hồi kiếp trước đó, mình nghĩ là mình phải tát cho họ bờ tay. Nó chưa thành hình trong đầu mình thôi, nhưng mà qua đời sau mình bị họ đánh lợn bờ tay, nó cũng là nhân quả. Nó rất là nhiều cái chuyện nhân quả mà mình cái cặp mắt phàm của mình thấy không hết, nhưng mà nó hết sức là phức tạp. Và chúng ta phải thấy rằng hết sức là linh động, chứ không có cố hữu và không thể một chiều. Chúng ta nên hiểu điều này. Nhân quả hết sức là linh động do tâm của chúng ta. Tâm phàm tục thì nó đi theo một cái chiều khác. Tâm của một người tu tập, nhân quả nó cũng biến thiên theo kiểu tu tập của mình. Tức là khi phước báo chúng ta tăng tiến thì tự cái phước chúng ta nó quá giải được nghiệp tập của mình. Cho nên quý vị thấy là lúc nào mà mình làm trong đời sống mình gặp khó nhiều thì quý vị làm phước nhiều để quý vị thấy nó qua, đúng không? Nó có hai chuyện để chúng ta qua chuyện khó khăn của mình. Cái thứ nhất là chúng ta tự nhập thất để công phu, ở riêng một mình để chúng ta tu tập thì nó cũng qua được chuyện khó. Cái thứ hai là chúng ta cứ làm phước nhiều lên cũng qua được chuyện khó. Thử đi quý vị cho thấy điều này. Đây là một điều hết sức thiết thực. Chúng ta thấy rằng rõ ràng là tự nhiên mình làm công chuyện gì cũng bị rắc rối, bị khó khăn, bị người này khuấy phá, người kia rình rập, đủ điều hết trong đời sống của mình. Quay chỗ nào cũng gặp chông gai hết. Thì thôi đóng cửa nhập thất tu đi. Tuần lễ 10 ngày nó cũng qua. Còn nếu không là bây giờ dốc hết sức lực của mình ra để làm phước, giúp người, giúp đời. Chuyện gì mình có thể làm được mình làm, mình bỏ hết tất cả tiền của khả năng sức lực gì của mình ra để làm phước, giúp hết tất cả những người xung quanh của mình. Thì một thời gian ngắn nó cũng qua. Nó có hai cái mà chúng ta có thể qua được cái việc khó trong đời này của mình. Thế cho nên là đối với quả thì nó sẽ biến thiên, nó sẽ linh động thay đổi theo phước báo của mình. Chúng ta nên hiểu được này, học cái thiện và cái ác chúng ta phải thấy được. Thì như vậy mới gọi là gì? Chuyển nghiệp. Tu thì phải
phải chuyển nghiệp. Từ cái nghiệp xấu chúng ta sẽ chuyển thành nó ít xấu và nó sẽ hết xấu. Từ cái nghiệp ác chúng ta chuyển thành ít ác và nó sẽ hết ác. Thì chúng ta mới có thể tu chứng được đạo quả. Chứ chẳng lẽ bây giờ mình còn đầy cái ác trong tâm của mình, mình tu mà nghiệp không chuyển thì cái ác còn hoài. Cho nên nếu mà chúng ta tu tập thì cái nghiệp ác chúng ta lần lần nó vơi, lần lần nó vơi thì đời sống chúng ta nhẹ, tinh thần chúng ta nhẹ và đạo lý chúng ta thăng tiến, thì mới được gọi là Đức Phật mới nói là có con đường thoát khổ và có thể chứng được phạm hạnh, tức là chứng được những quả thánh hiền về sau. Nó thành ra là nếu mà người Phật tử học Phật thì chúng ta phải chịu khó chiêm nghiệm về nhân quả, để làm sao mọi việc xảy ra trong đời sống này chúng ta phải nhìn đúng với nhân quả, nhìn đúng với nhân quả. Trước mắt là đòi hỏi chúng ta phải nhìn đúng nhân quả trước. Thì đời sống chúng ta nhẹ đi, trong cái quan lệ qua lại bè bạn của mình. Ví dụ như bây giờ tự nhiên cái có người đó tới hại mình, bây giờ nhân quả nghĩ sao? Nếu mà kiểm tra kỹ từ hồi đó giờ mình chưa có từng gặp họ lần nào, cũng chưa có chọc ghẹo gì hết mà tự nhiên họ hại mình, thì chắc chắn đó là nhân quả xấu của kiếp trước. Còn nếu chiêm nghiệm là hồi đó mình cũng chơi khăm họ mấy cú rồi, thì bây giờ họ tới mà họ hơn thua với mình là nhân quả đời này đó. Thì ví dụ như xảy ra một chuyện gì đó, chúng ta phải chịu khó chiêm nghiệm coi chuyện đó xảy ra trong đời này, lý do nhân quả của đời này hay đời trước. Đời này mình tìm không ra. Ví dụ như mình giờ mình gieo tình cảm với người ta, người ta thương mình thì cái chuyện đó là do mình, phải không? Do mình trong đời này thì mình phải biết hồi đó mình làm gì để cho người ta thương, thì giờ phải làm gì để cho người ta đừng có thương. Đừng có thương nữa là coi như xong. Nhưng mà cái nhân quả đời cũ thì khó tránh chuyện này lắm. Nhưng đã đời cũ thì mình phải tìm một cách khác. Đó thì vậy là trong nhân quả thì chúng ta, thứ nhất là nếu chúng ta hiểu biết nhân quả thì chúng ta cũng khéo léo xoay chuyển tình thế được. Hiểu nhân quả cho kỹ thì trong cái cuộc sống là chúng ta khéo léo để mình thực hiện được cái thiện nghiệp của mình trong đời này, để mình đi đến cái quả giác ngộ giải thoát. Nếu không là nó sẽ bị kẹt trở lại. Thì nhân quả là cái đạo lý mà phải nói là muôn thuở. Nên nói về nhân quả là chúng ta có thể nói hoài, được hoài, nói từ đời này qua tới kiếp nọ cũng vẫn chưa hết về nhân quả. Thì ra mỗi người tùy theo cái trình độ tu tập của mình, tùy theo cái trí tuệ của mình mà mình hiểu nhân quả để mình có được một đời sống tốt đẹp hơn. Và chắc chắn rằng tất cả những người mà học hiểu nhân quả, mà học cho đúng, hiểu đúng rồi, đời sống họ hết sức tốt và thăng tiến từng ngày trong công phu của mình. Và gìn giữ được cái thân hữu ý mình hết sức là tốt. Cho nên là ở đây Đức Phật dạy là phải hiểu thấu nhân quả và tu tập ở cái chánh kiến bất động, tức là chúng ta không có bị xoay chuyển cái thấy hiểu nhân quả của mình. Hiểu nhân quả cũng là một phần của chánh kiến trong đạo Phật. Rồi rớt, không rớt vào đoạn thường, tức là cái thấy mà cái chuyện xảy ra rồi mất, hoặc là cái đó nó thường còn, tức là đoạn kiến và thường kiến. Thì trong mấy văn trước chúng ta cũng đã có giảng rồi. Thì khi mà chúng ta thoát khỏi cái tà kiến đoạn thường, cái thấy biết chúng ta chánh kiến, thì như vậy là chúng ta đã thấy, đã sống được tốt theo con đường thiện nghiệp. Rồi một phần nữa là Đức Phật dạy chúng ta phải biết vui vẻ cung kính cúng dường các bậc phước điền, thì chúng ta sẽ được trời người tôn trọng và cúng dường chúng ta. Quý vị thấy nha, chúng ta tôn trọng cúng dường những cái bậc trưởng thượng, những vị hòa thượng, những vị thượng tọa, là chúng ta có bị người ta chửi mình không? Người mà không biết về nhân quả nghiệp báo thì có lẽ là người ta chê mình. Nhưng mà đối với hàng Phật tử mà mình gặp một cái người mà có cái tâm cung kính tôn trọng các bậc tôn đức thì mình quý họ liền, không? Những người Phật tử mà đi chùa biết lễ Phật, biết tôn trọng chư tăng thì mình gặp mình quý không? Giống như bây giờ tự nhiên cái đạo tràng mình đây gặp một người Phật tử nào tới lễ Phật hết sức là cung kính, rồi gặp chư ni, chư tăng ở đây thưa hỏi hết sức là cung kính, rồi ngồi thiền tụng kinh hết sức là tốt, rồi chúng ta quý người đó không? Chúng ta không thể ghét được. Đó thì như vậy là khi một người mà đối với những bậc phước điền mà chúng ta biết khéo léo cung kính tôn trọng, thì ngay trong đời này thì chúng ta sẽ được những người chung quanh chúng ta tôn trọng chúng ta. Và không phải người phàm tôn trọng đâu, mà những vị cõi trời cũng tôn trọng và hộ vệ mình nữa, nếu trong tâm mình mà biết tôn kính những bậc có phước điền. Đó thì đó là cái phần mà Đức Phật dạy, một phần đầu ở trong kinh Thập Thiện. Thì chúng tôi sẽ dừng cái buổi nói chuyện ngang đây. Mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta qua cái bài học này, chúng ta sẽ thấu hiểu được cái nhân quả nghiệp báo của chính mình, để mình có cái đời sống tốt đẹp hơn.
đời sống tâm linh của chúng ta mỗi ngày mỗi thăng tiến, và cái phước báo của mình mỗi ngày mỗi lớn. Thì cái phước báo là cái trang bị tốt nhất cho chúng ta trong cái dòng sinh tử luân hồi này, đó là cái vốn của mình. Và nên mỗi người phải tự mà khéo léo gìn giữ được cái phước báo, chứ đừng có để cho nó bị có một cái gì tổn giảm phước lành của mình thì rất là uổng. Và mong là quý Phật tử chúng ta, nhất là trong đại chúng này, mỗi một ngày chúng ta còn lại trong đời này là mỗi ngày cái phước chúng ta phải tăng, mỗi ngày phước chúng ta phải tăng, và trí tuệ chúng ta mỗi ngày mới khai mở, để thứ nhất là chúng ta sẽ thấu hiểu được chân lý, thứ hai là đủ phước báo để thăng tiến tâm linh từng ngày cho tới ngày chúng ta chứng được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng sanh vỡ biển Thank you.